Mạnh Quỳnh không nguôi thương nhớ người tình sân khấu Phi Nhung Dù có ca sĩ Phi Nhung đã rời xa cõi tạm nhiều tháng qua, nhưng Mạnh Quỳnh vẫn thương tiếc không nguôi. Trên trang fanpage, Mạnh Quỳnh chia sẻ MV với bài hát có tên Tiễn Em Cuối Đường theo yêu cầu của người hâm mộ. Trong MV này đã tổng hợp hình ảnh những lần Phi Nhung và Mạnh Quỳnh biểu diễn trên sân khấu với lời nhắn nhủ mà cả hai đã nói cùng nhau, cùng với tâm tư trải lòng sau khi người tình sân khấu qua đời mạnh quỳnh quen biết và đứng chung trên các sân khấu cùng cố ca sĩ mạnh quỳnh và phi nhung được gọi là người tình trên sân khấu họ đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng người hâm mộ mạnh quỳnh sẽ thực hiện lời hứa với phi nhung là sẽ yêu đời và mạnh mẽ hơn để hát phục vụ khán giả đến khi không thể hát được nữa mạnh quỳnh viết như sau hứa với nhung rồi là tôi sẽ mạnh mẽ lạc quan năng động và siêng năng không có lời nữa nhưng hôm nay vì khán giả yêu thương Phi Nhung và Mạnh Quỳnh yêu cầu nên Quỳnh đăng lại bài hát này để mỗi khi nhớ đến Phi Nhung thì khán giả sẽ mở lên xem lại và cũng để lưu lại những kỷ niệm sau này khi Quỳnh không còn hát được nữa thì mọi người vẫn nhớ đến hai đứa mình Nhung nhé mạnh quỳnh đã từng hứa với cố ca sĩ rằng sẽ cố gắng phục vụ khán giả đến khi già yếu anh cho biết thêm thời gian tới anh sẽ sáng tác thêm nhiều bài hát về phi nhung nhưng với phong thái tích cực và yêu đời hơn mạnh quỳnh nhắn gửi những gì quỳnh đã hứa trước phong linh của nhung quỳnh sẽ làm bằng khả năng của quỳnh cho dù khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa anh cũng cho biết mình là tuyết người sống không quan tâm đến thế sự những lùm xùm bổ vây Phi Nhung. Anh không mấy bận tâm và tin tưởng hoàn toàn vào người tình trên sân khấu của mình. Xưa nay Quỳnh luôn sống an phận, chỉ biết sống vì gia đình và làm nghệ thuật. Quỳnh chưa từng hơn thua, ganh ghét và làm mất lòng ai. Và không ai tự cho mình là hoàn hảo nên chuyện thiên hạ không thích mình là lẽ thường tình. Ông trời còn không làm vừa lòng tất cả mọi người thì huống chi mình phải không nhung. Thôi ai nói gì mặc ai. Mình cứ sống tốt và làm nghệ thuật bằng cái tâm của mình. Cuối cùng, Mạnh Quỳnh không quên cầu mong cho Phi Nhung an lạc nơi đất Phật, không còn bận tâm đến chuyện tai tiếng thì Phi đã bổ vây trong suốt thời gian qua nữa. Sau khi đọc bài viết, người hâm mộ đã để lại bình luận tiếc thương sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung với hy vọng anh sẽ kìm nén nỗi đau lại và sống vui vẻ hơn. Cố lên mạnh mẽ lên anh nhé, nghe từng câu từng chữ anh hát mà lòng quặn đau cầu nguyện cho chị sớm về hưởng hạnh phúc trên thiên quốc anh thường xuyên đăng bài là chị vui liền mãi yêu anh chị anh mạnh quỳnh cố lên anh nhé kiếp sau anh chị vẫn hát song ca với nhau khán giả luôn nhớ thương anh chị thương chị và thương luôn cả anh mạnh quỳnh được biết phi nhung và mạnh quỳnh là cặp đôi được nhiều người hâm mộ biết đến là hai giọng ca với giai điệu trữ tình làm tan chảy biết bao trái tim của khán giả